Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay, Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến các quý vị và các bạn cách mà chúng ta nắm bắt vật phẩm phong thủy và chúng ta sử dụng những món vật phẩm phong thủy để mang công hiệu chiêu tài và cát tường đến với ngôi nhà và ban thờ tượng tài của chúng ta. Như chúng ta biết một điều, đó là vào thời điểm đầu năm, cuối năm, giữa năm và bất cứ thời điểm nào thì chúng ta đều mong muốn rằng là mang lại cái yếu tố tài lộc cho ngôi nhà, và chúng ta sử dụng ban thần tài với cái cách mà chúng ta kích hoạt tài lộc. Thì đã có rất nhiều những video mà Đức Trung hay thầy Tam Nguyên hay đội ngũ trợ lý hướng dẫn đến các quý vị chúng ta bài trí cũng như kích hoạt tài lộc cho ban thần tài rồi. Và thông qua cái quá trình mà chúng ta tư vấn, Phong Thủy Thái Nguyên tư vấn hay là các đội ngũ trợ lý tư vấn nhận được hình ảnh bài trí của các quý vị và các bạn gửi đến, thì nhận thấy một điều, ngoài cái việc rất nhiều các quý vị và các bạn bài trí sai, tức là an vị các cái vị trí của ông địa thần tài hay là các linh vật hay là bát nhang sai vị trí, thì một điều quan trọng hơn nữa là chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy còn sai luôn cả nguyên liệu cũng như là sai luôn cả nguyên tắc. Do đó rằng là chúng ta không phát huy được hết cái công hiệu của vật phẩm phong thủy, cũng như rằng là thậm chí còn phản tác dụng. Và trong video ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến các quý vị và các bạn cách mà chúng ta nhận biết được đúng vật phẩm phong thủy một cách chính xác, cũng như chúng ta sử dụng linh vật phong thủy sao cho nó phù hợp. Và khi mà nhắc đến bát thần tài, chúng ta không thể không nhắc đến cặp linh vật mà mang lại công hiệu chiêu tài và hóa sát hàng đầu, đó chính là Long Quy và Thiềm Thừ. Và ngay trước mặt các quý vị và các bạn ở đây, ngay cái phần đầu của bát thần tài nổi bật lên đã là cặp linh vật cấp Thiềm Thừ và Long Quy. Và trong video này thì Đức Trung sẽ cùng đi sâu đến quý vị và các bạn mà chúng ta phân tích sâu hơn về cặp linh vật này nhé. Trong cái câu chuyện liên quan đến linh vật phong thủy thì chúng ta nhắc đến cái công dụng, đó là một là chiêu tài và hai là hóa sát, và luôn phải đi đôi với nhau trong quá trình mà chúng ta kích hoạt tài lộc cho ban thần tài, đúng không ạ? Thì đối với linh vật chiêu tài á, thì chúng ta không thể không nhắc đến đó là cóc Thiềm Thừ. Cóc Thiềm Thừ hay còn gọi là cóc ba chân, hay gọi là cóc ngậm tiền, hay là chiêu tài thiềm, hay là cóc vàng ngậm tiền, hay cóc vàng nhả tiền thì đều như vậy cả. Bởi vì hình ảnh ở đây là cóc Thiềm Thừ có ba chân, bao gồm hai chân trước và một chân ở phía sau, và ngậm một đồng tiền chiêu tài tiến bảo ở giữa, và ngồi trên một cái núi tiền vàng như thế này, đều là thể hiện cái yếu tố đó là chiêu gọi tiền của dành cho gia đình. Thì đối với cái câu chuyện của cóc Thiềm Thừ, như chúng ta đã biết rằng là cóc Thiềm Thừ vốn dĩ là một yêu tinh, và sau khi được Lưu Hải Thiên Ông thuần phục, và trong quá trình mà thuần phục thì có bị thương và chỉ còn một chân ở phía sau thôi, và do vậy rằng là tổng thể cóc Thiềm Thừ có ba chân, và chính cái điều đặc biệt này tạo ra cái tính linh tính cho cóc Thiềm Thừ. Và miệng cóc Thiềm Thừ thì luôn ngậm một cái đồng tiền chiêu tài tiến bảo và để nhả tiền cho gia chủ. Và cái hình thù cóc Thiềm Thừ đó là mang cái yếu tố đó là vừa dữ dằn nhưng lại mang cái tính linh rất là cao, với việc đeo hai cái sâu tiền ở hai bên, cũng như rằng là ngồi trên một cái núi tiền vàng thể hiện cho cái sự hưng thịnh trong việc tài lộc. Và thậm chí là với cóc Thiềm Thừ ở đây là cỡ trung mà Đức Trung mà đang cầm trên tay ấy, thì có ôm thêm một cái đồng tiền chữ phúc ở phía trước nữa, thì nó tạo ra một cái hình thế của cụ Thiềm Thừ rất là vững chãi, cũng như là mang lại cái tài lộc dành cho gia chủ. Quý vị chú ý rằng là đối với cái vật phẩm phong thủy thì Đức Trung đã chia sẻ đến các quý vị nhiều video trước, đó chúng ta cần phải lựa chọn vật phẩm phong thủy sao cho nó chính xác và cũng như là tốt về mặt nguyên vật liệu, thì nó sẽ phát huy công hiệu cách tốt nhất. Bởi vì một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, được tổ chức duy nhất một lần trong năm, khóa học kích tài lộc 2021, liên hệ ngay 1900 2292. Thông qua cái quá trình mà Đức Trung nhận thấy các quý vị gửi hình ảnh về thì có rất nhiều các cặp Long Quy Thiềm Thừ các quý vị sử dụng lại bằng linh vật, bằng nhựa, bằng composite, nhất là cái loại mà có màu mè nhiều sặc sỡ, rồi là có thể quay ra, xoay ra, xoay vào trên cái đế của nó, thì cái đế nó không có năng lượng. Đức Trung đã khảo sát rất nhiều những linh vật này thì mua rất rẻ ngoài thị trường ở các cửa hàng đồ thờ cúng thông thường, nhưng đặc biệt phía bên trong thì không có cốt, cũng như là bằng chất liệu là bằng nhựa hoặc composite, thì nó không có phát huy cái năng lượng một cách tuyệt đối. Do đó rằng là cách mà chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy, một là chúng ta sử dụng bằng loại đá thạch anh tự nhiên. Các loại đá tự nhiên có cái niên đại rất là lâu rồi, và chúng ta sẽ tạc lên cái hình cụ Thiềm Thừ, tuy nhiên là chi phí rất là cao. Hoặc là chúng ta cũng sử dụng các loại bằng gỗ mang cái năng lượng tốt, gỗ quý, ví dụ như gỗ hương hay là các loại gỗ ngọc am mà chế tác lên linh vật. Hoặc chúng ta sử dụng chất liệu thông dụng mà mang công hiệu rất là cao, đó là bằng đồng. Thì bằng đồng bởi nó rỗng bên trong, do vậy chúng ta còn nạp cốt được. Bởi vậy cho nên linh vật thì chúng ta cần phải chú ý, đó là khi chúng ta thỉnh về thì luôn cần phải có một cái lỗ trống ở dưới đáy như này, và chúng ta nạp cốt vào phía bên trong để mang lại cái năng lượng quy tụ cho linh vật, và phải thông qua quá trình nó khai quang và điểm nhãn nữa thì linh vật nó mới phát huy công hiệu một cách tuyệt đối. Và đối với linh vật cóc Thiềm Thừ thì chúng ta cũng phải chú ý rằng là có những câu chuyện mà quý vị vẫn thường xuyên thắc mắc hỏi đến Phong Thủy Thái Nguyên, đó là cóc Thiềm Thừ thì buổi sáng quay ra và buổi tối quay vào thì có đúng không? Cái điều này không hề chính xác,
bởi vì cóc tiền thừ vốn dĩ linh vật chuyên nhả tiền cho gia chủ và giữ tiền tài, giữ tài lộc. Do vậy là cóc tiền thừ sẽ luôn an vị một chỗ và mặt cóc sẽ trầu vào phía bên trong. Và trong phong thủy Tây Nguyên quan niệm thì cóc tiền thừ sẽ luôn ngồi và cùng phía với lại phía bên cụ thổ địa, và mặt cóc thì sẽ trầu vào trong như thế này để mang tính chất là nhả tiền vào trong bát nhang, nhả tiền vào cho gia chủ, chứ không phải là cứ sáng lại hì hục quay ra xong rồi tối lại hì hục quay vào, thì điều này nó không chính xác quý vị nha. Đó, do vậy rằng là trong cái việc mà chúng ta sử dụng vật phóng thủy thì cũng cần phải đúng những cái nguyên tắc thì nó mới phát huy công hiệu. Như vậy rằng là linh vật mà chúng ta cần phải chú ý đến cái công hiệu tiếp theo đó chính là hóa sát, thì chúng ta sẽ sử dụng linh vật gì và linh vật này thì lại quay ra chứ không phải là quay vào, thì đó chính là long quy. Quý vị ạ, đây chính là cái vật phẩm linh vật long quy mà Đức Trung đang cầm trên tay, cùng cỡ với lại cóc thiền thừ. Đây là hai linh vật cỡ chung. Đối với ban thờ cỡ nhỏ hơn thì chúng ta có linh vật cỡ nhỏ. Ban thờ mà cỡ 61 như thế này thì chúng ta sử dụng linh vật cỡ chung. Còn đối với ban thờ lớn hơn thì chúng ta còn có linh vật là cỡ đại cơ. Tuy nhiên rằng là tùy theo cái vị trí, không gian bài trí, tùy theo cái kích thước ban thờ mà chúng ta sử dụng linh vật sao cho phù hợp. Ở đây trên tay của Đức Trung đang là long quy cỡ chung, quý vị ạ. Đối với long quy thì chúng ta lại phải nhắc đến cái truyền thuyết về long sinh cửu phẩm. Long sinh cửu phẩm chính là truyền thuyết về 9 người con của Long Vương. Thì Bá Hạ là một trong 9 người con đó. Tên gọi là Bá Hạ hoặc còn gọi là long quy, hay còn gọi là rùa đầu rồng, bởi vì là thân thì mang của thân của loài rùa, mà đầu thì lại là đầu của loài rồng. Mà rồng và rùa thì nằm trong bộ tứ linh long lui quy phượng. Do đó rằng là đây là linh vật mang cái sức mạnh rất là lớn về cái biểu thị cho sự trường cửu trong kinh doanh, cũng như là trường thọ, và đặc biệt là hóa giải thị phi và tiểu nhân quấy phá. Vì rằng là loài rồng thì là loài quyền uy và thể hiện cho cái sự vua chúa, và hóa giải những cái chuyện thị phi và kẻ tiểu nhân quấy phá đến. Và loài rùa thì luôn mang lại cái tính chắc chắn, do vậy thì chúng ta còn thường sử dụng kim quy để mà trấn trạch ấy. Thì ở đây là chính là hình tượng long quy, tức là mình rùa, còn đầu rồng. Và hình tượng của long quy luôn thích cõng vật nặng trên lưng, do đó rằng là có thể là cõng đĩnh tiền vàng, hoặc là cõng con trên lưng, hoặc là mang theo cái đồ hình âm dương bát quái ở trên lưng. Thì điều này nó mang lại công hiệu tịch tà hóa sát. Và long quy thì cũng luôn cõng, luôn đạp trên cái núi tiền vàng, và điều này mang lại cái điều gia chủ tài lộc nhiều hơn và hanh thông, cũng như là hóa giải những cái yếu tố về ngoại sát khí đến ngôi nhà. Do vậy là cóc tiềm thứ đã quay bên trong thì long quy sẽ đặt ở phía bên của cụ thần tài, mang tính động, và mặt sẽ quay ra ngoài để hóa sát. Do đó rằng là chúng ta sẽ luôn chú ý rằng là vị trí của cóc thiền thừ và long quy luôn đúng thì chúng ta sẽ phát huy công hiệu cách cao hơn. Và cũng chắc chắn rồi, đối với linh vật long quy thì cũng sẽ có lỗ trống dưới đáy và được nạp cốt ở phía bên trong. Các quý vị có thể thấy là tiếng lách cách bên trong sẽ đã được nạp cốt rồi, và chúng ta sẽ dán đáy cái phần linh vật lại bằng cái tờ dán thiếc vàng này để tránh cái việc cốt thất lạc ra ngoài. Và khi mà chúng ta an vị vật phẩm phong thủy á, thì có một điều đặc biệt là khi trong quá trình mà phong thủy nhân viên gửi vật phẩm phong thủy về cho quý vị thì luôn có một cái tờ là tờ hướng dẫn cách đặt để vật phẩm phong thủy như thế này. Thì trong đây thì phong thủy Thái Nguyên và thầy Thái Nguyên đã trình bày rất rõ về những cái nguyên tắc quan trọng trong việc chúng ta lựa chọn một vật phẩm phong thủy như thế nào. Thứ nhất là để vật phẩm phong thủy phát huy một cách tối đa công hiệu, chúng ta cần phải trải qua đó là 6 bước. Thứ nhất là bao sái tẩy uế này, thứ hai là nạp cốt, thứ ba là khai quang điểm nhãn trì chú, thứ tư là chọn vị trí đặt đẻ, thứ năm là chọn thời điểm đặt đẻ, và thứ sáu là gia chủ làm nghi thức đặt đẻ. Đấy là 6 cái bước quan trọng và 6 cái điều tiên quyết để quyết định lên một cái vật phẩm phong thủy nó phát huy công hiệu. Nếu như thiếu 6 bước này hay là không làm đúng 6 bước này thì vật phẩm nó cũng trở nên là thiếu công hiệu, cũng như là trở nên vô nghĩa. Đặc biệt đối với những vật phẩm mà sai nguyên liệu nữa, ví dụ bằng nhựa, bằng composite thì không có năng lượng thì cũng không có bàn đến nữa, đúng không ạ? Và khi mà quý khách mua sử dụng các vật phẩm phong thủy tại phong thủy Thái Nguyên thì vật phẩm đã được trải qua những công đoạn trên, tức là đã được bao sai tẩy uế, rồi đã được nạp cốt, đã được khai quang điểm nhãn trì chú, và được đội ngũ tư vấn rất là kỹ lưỡng liên quan đến vị trí đặt đẻ và tư vấn thời điểm, tức là 5 tháng hay giờ đặt đẻ. Và chỉ cần gia chủ, tức là quý vị, khi thỉnh vật phẩm về sẽ thực hiện bước thứ 6, đó là làm nghi thức đặt đẻ mà thôi. Và ngay bây giờ Đức Trung sẽ hướng dẫn quý vị cái cách mà chúng ta thực hiện nghi thức đặt đẻ vật phẩm. Thì đối với phần hướng dẫn ở trong đây cũng được trình bày rất rõ này, đó là nghi thức đặt đẻ của gia chủ này là đến ngày tốt đã được lựa chọn, tức là ngày tốt mà 5 tháng ngày giờ phong thủy Thái Nguyên có xem cho quý vị ấy, thông qua cái tuổi của quý vị, hoặc là tuổi của gia chủ, hoặc tuổi của người chủ cửa hàng, tức là tuổi của trạch chủ, thì phong thủy Thái Nguyên căn cứ vào phong thủy chính tông tam hợp kết hợp với lại kỳ môn độ giáp để xem cái 5 tháng ngày giờ cát lợi sử dụng vật phẩm phong thủy. Và đến cái ngày giờ đấy thì quý vị tiến hành sử dụng như sau. Quý vị sẽ tiến hành là rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ này, rồi tiến hành làm lễ tại ban thờ gia tiên hoặc ban thờ thần linh thần tài nếu có, và xin phép được đặt để vật phẩm phong thủy. Thì cái này các quý vị xin tùy tâm thôi. Và tiếp theo các quý vị sẽ tiến hành là sử dụng như sau. Và khi mà vật phẩm mà chưa được an vị thì chúng ta sẽ ở công đoạn chuẩn bị, tức là vật phẩm vẫn ở phía bên ngoài của ban thờ như sau. Thì
chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện các bước như sau này. Sau khi chúng ta làm xong tất cả các bước, ví dụ như là làm sạch cá nhân, rồi là xin lễ khấn nôm tại ban thờ thần linh hoặc ban thờ gia tiên tại nhà mình, thì chúng ta sẽ tiến hành là an vị vật phẩm tại vị trí ban thờ thần tài bằng cách: bước thứ nhất, chúng ta sẽ vỗ 3 lần vào vị trí an vị vật phẩm. Thứ nhất, chúng ta sẽ vỗ 3 vỗ, vừa vỗ chúng ta sẽ vừa đọc 3 chữ, đó là án lam, án lam, án lam. Đây là câu chú trong cái việc an vị đối với đạo gia. Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau: án lam, án lam, án lam. Sau khi chúng ta vỗ 3 lần như này, chúng ta sẽ tiến hành là đặt vật phẩm vào vị trí. Chúng ta sẽ đặt cóc thiềm thừ vào vị trí bên này, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là đặt long quy vào vị trí phía bên này. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng tay. Thì đối với việc chúng ta sẽ sử dụng tay bên phải, chúng ta sẽ bắt quyết như sau. Chúng ta sẽ tiến hành là bắt quyết bằng cách chúng ta sẽ có 5 ngón tay như này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa ngón áp út xuống và lấy ngón cái chúng ta sẽ đặt lên trên mu của ngón áp út như thế này. Và chúng ta sẽ còn lại là 3 ngón tay giơ ra và chúng ta sẽ khép lại. Và với cái việc chúng ta sẽ khép lại như này thì chúng ta sẽ tiến hành là trỏ vào vật phẩm. Chúng ta sẽ trỏ vật phẩm. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là đọc cái câu chú. Đây là câu chú về cái việc chiêu linh tụ khí ở trong đạo gia. Thì câu chú chúng ta sẽ tiến hành như sau, chúng ta sẽ bắt cát tường quyết. Đây là cách mà chúng ta gọi là bắt cát tường quyết, quý vị nha. Chúng ta sẽ chiếu vào linh vật và sau đó chúng ta sẽ đọc câu chú. Câu chú trong đây sẽ là: thiên linh linh, địa linh linh, đúng không ạ? Vạn vật tương sinh, di hồn pháp bảo, tín chủ con hôm nay là ngày, tháng năm, ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu và năm bao nhiêu, chúng ta sẽ nói vào hoặc chúng ta sẽ điền vào trước để chúng ta nói cho nó thuận miệng. Tên con là, đúng không ạ? Tên con là chúng ta sẽ đọc ra. Cư ngụ tại hoặc là công ty tại địa điểm nào chúng ta sẽ đọc ra, đúng không ạ? Xin phép được đặt pháp bảo. Đặt pháp bảo thì tên pháp bảo đấy là gì? Ví dụ như hạn, xin phép được đặt pháp bảo tóc thiềm thừ và long quy. Xin chư vị tôn thần gia hộ để pháp bảo phát huy công năng. Tức là ở trong đây Phong Thủy Thanh Nguyên đã soạn sẵn câu chú đó ra và quý vị chỉ cần điền những cái phần thông tin còn thiếu ở phần dấu chấm mà thôi, giống như trên màn hình mà quý vị nhìn thấy cái tờ giấy hướng dẫn đặt đẻ như thế này. Tức là chúng ta sẽ đọc một cách đầy đủ, ví dụ như thiên linh linh, địa linh linh, vạn vật tương sinh, di hồn pháp bảo, tín chủ con hôm nay là, khi mà chúng ta nhớ chúng ta sẽ đọc, đúng không ạ? Tín chủ con hôm nay là ngày, ví dụ hôm nay là ngày mồng 9 tháng 8 năm Canh Thìn. Tên con chúng ta sẽ đọc ngày âm lịch nha. Tín chủ con hôm nay là ngày mồng 8 tháng 9 năm Canh Tý, đúng không ạ? Tên con là Vũ Đức Trung, cư ngụ tại công ty kiến trúc Phong Thủy Thắng Nguyên, tại tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội, phòng 1007. Con xin phép được đặt pháp bảo Long Quy cấp thiềm thừ tại ban thần tài của công ty. Xin chư vị tôn thần gia hộ để pháp bảo phát huy công năng. Tức là khi chúng ta vừa đọc thì cái quyết chúng ta luôn chỉ vật phẩm. Và tốt nhất là cái phần này thì chúng ta nên là học thuộc là tốt nhất. Hoặc nếu không thì chúng ta sẽ càng tập trung để đọc sao cho nó trở nên là nhuần nhuyễn và cũng như là trơn tru nhất, thì nó sẽ tập trung hơn và phát huy công hiệu một cách tốt hơn. Và sau khi mà chúng ta đọc xong câu chú như vậy thì chúng ta sẽ dùng ngón tay vừa rồi chúng ta sẽ vỗ một lần nữa xuống cái vị trí đặt đẻ vật phẩm và chúng ta sẽ đọc câu cuối cùng, đó là câu án, tức là thiền cái việc đó là vật phẩm đã được an vị. Đó, chúng ta sẽ vỗ xuống như này và chúng ta sẽ đọc án. Như vậy là xong cái nghi thức mà chúng ta tiến hành là đặt đẻ vật phẩm phong thủy sao cho là một cách tốt nhất. Và như vậy rằng là tất cả những cái mà điều mà Đức Trung chia sẻ trên chính là cách mà chúng ta cần phải nắm bắt được đúng những cái nguyên tắc quan trọng trong việc sử dụng vật phẩm phong thủy. Và ở đây đó là cóc long quy và thiền thừ, về câu chuyện long quy thiền thừ và cách mà chúng ta an vị vật phẩm ra làm sao. Và tại Phong Thủy Thanh Nguyên thì luôn đi kèm những cái hướng dẫn rất là chi tiết như thế này về hướng dẫn cái phần nghi thức đặt đẻ để quý vị có thể ứng dụng phong thủy một cách triệt để nhất và mang lại cái công hiệu cách tốt nhất. Mọi câu hỏi thắc mắc của các quý vị và các bạn về những cái phần trình bày trên của Đức Trung, quý vị hãy chia sẻ và đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận của video này hoặc gọi điện trực tiếp đến số 1900 2292 để gặp đội ngũ trợ lý chuyên môn của thầy Tam Nguyên tư vấn đến các quý vị một cách chi tiết nhất. Hoặc quý vị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Phong Thủy Thanh Nguyên, tại Hà Nội, tại Đà Nẵng và tại Thành phố Hồ Chí Minh để hướng dẫn trực tiếp trải nghiệm vật phẩm cũng như là được chia sẻ cách hướng dẫn chi tiết hơn cũng như là được thỉnh vật phẩm tại trực tiếp văn phòng. Thông qua video này, Đức Trung xin gửi gắm lời cảm ơn cũng như là lời chúc đến các quý vị và các bạn có một năm 2021 Tân Sửu sắp tới vạn sự bình an và hành thông thuận lợi, chiêu đón thật nhiều những cái cát khí và tài lộc. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.